Ôi trời đất ơi, con Út đó hả? Dạ con nè. Trời ơi, nhìn dễ thương quá. Ủa con? Dạ. Sao cái tháng trước con ghé thấy cũng mua đồ rồi, mua giùm ai nữa phải không? Sao tháng này mua quá trời vậy hả? Ủa gì, đó là tháng trước, còn bây giờ là tháng này. Tâm nói nghe nè. Dạ. Mình mua cho mình chăm sóc mình là tốt, không có gì hết. Dạ. Mà lố quá, nhiều quá, phí tiền uổng. Con xài á, chi tiêu tiết kiệm cho nó gọn gàng tí xíu. Chứ con xài vậy lỡ như mình mốt mình cần tiền, mình lo này kia rồi sao? Trời ơi, Tám ơi là Tám. Con cũng làm lương cao lắm, tiền xài không hết nữa. Tiền nhiều để làm gì, mình phải mua sắm, mình phải hưởng thụ cho bản thân mình chứ. Tám yên tâm đi, đây là ít rồi đó. Còn hả, cả đống luôn, còn để ngoài xe luôn đó. Cái này là tâm đắc nhất con đem vô đây đó. Còn ở ngoài xe. Mà bây giờ là con đi mua sắm nha. Rồi xong rồi tí xíu là con về nè, rồi con thay đồ ra, rồi con còn đi ăn với bạn nè. Đi ăn xong rồi con còn phải đi xem phim. Xem phim xong rồi karaoke vẫn chưa hết tiền nữa. Mà ngày nào cũng vậy luôn. Quên ha, nó nhắc vụ karaoke mới nhớ. Tối nay con karaoke xong về là con phải viết cái đơn. Con xin phép nghỉ công ty liền. Ủa trời đất ơi, con nghỉ rồi, con mất việc làm rồi, làm sao con? Con nghỉ phép. Ý là viết đơn lên công ty nghỉ phép đi du lịch. Tháng nào con cũng đi du lịch hết trơn á. Trời, dạo này đầu óc con nó lãng quên quá. Con cứ lo mua mấy cái đồ á. Đi du lịch xong là da dẻ mình nó sẽ bị hư tổn bởi thời tiết rồi ánh nắng mặt trời. Mình phải đăng ký vô mấy cái gói spa này để chăm sóc da. Rồi tóc, rồi móng, trời nói chung là nhiều thứ quá. Bây giờ con phải con lên. Con nãy giờ thấy con tính à. Quên nữa. Cho con ly cam giác liền, con uống liền. Cho con bồi bổ cơ thể con liền nha Tắm nha. Rồi Tắm bưng ra liền. Chờ Tắm xíu nha. Trời ơi, con gấp lắm, con đi, con hẹn bạn con đi rồi đó. Rồi bây giờ ta lên lịch. Cái con, trời quán ơi, Tám ơi Tám. Hả? Quán Tám có xịt côn trùng không mà sao côn trùng nó bu con quá trời bu vậy nè. Đúng rồi, hay là nó thấy con hương thơm quá rồi nó bu con côn trùng ong bướm đậu vô người con quá trời. Chắc con thơm quá đó. Dạ. Nên nó mới bu con. Dạ. Để cho con hạ bớt mùi thơm xuống. Trời, con xích nước hoa xịn mà trời mấy chục triệu một chai luôn chứ đâu. Ủa phải vậy thường hả? Đâu. Vậy dạ. Mà con bước đi kiến nó bu quá trời vậy đó. Mùi hương nó kiến bu kỳ vậy ta. Không biết mùi hương con chắc nó ngọt quá. Dạ. Nè con. Dạ. Nói gì chứ mình tiết kiệm giống con Xuyên á. Rồi con Xuyên nó tiết kiệm được lắm nha con. Tháng nó làm không nhiêu tiền mà ha. Nó đủ tiền chi tiêu nha. Nó gửi tiền về cho ba má nó nữa. Rồi ha, nó dành dụm chút tiền để phòng khi mình bệnh hoạn á. Con cũng vậy. Bây giờ khỏe mạnh mình đâu có biết được đâu. Mai mốt con bệnh hoạn rồi tiền. Tám. Trời ơi, con còn trẻ còn khỏe, con rất là đại kỵ những cái từ mà giống như là bệnh hoạn bệnh tật nha. Con khỏe lắm, con không bao giờ bệnh được hết trơn hết đó. Tâm quên, ý là thân thiện quá Tâm khuyên con. Với lại con á là lúc nào con cũng ăn uống toàn là những cái gì là sơn hào hải vị nè. Làm sao mà con bệnh được. Với lại Tám cũng không có được nhắc đến bà Xuyên, con rất là khó chịu vì cái bà đó. Ủa sao vậy con, bạn thân từ từ dưới quê mình cùng lên chung một. Nhưng mà đó chính là cái điều mà con khó chịu vì bà. Tại sao chúng ta xuất thân cùng một nơi chốn, đúng không? Đúng mà. Hai cái quan điểm sống nó hoàn toàn trái ngược nhau. Tại vì bà lúc nào hả cũng trái ngược cái quan điểm sống với con. Cái gì mà lúc nào cũng tích góp từng đồng từng cắc. Lương làm thì bằng con mà không có dám xài. Thôi, con thấy vậy là không có được đâu. Mình phải sống một cách sung túc lên. Mình phải yêu bản thân của mình lên. Mình chi tiêu đi. Mình yêu nhưng mà. Ủa? Trời ơi! Con. Ủa, bà cũng ở đây nữa hả? Để Tám để dạ, đây nha. Con thấy là mì ngon mà người ta đang giảm giá, cái con mua cho con thùng xong cái con mua cho Tám. Trời ơi Tám cảm ơn nha. Ngon dễ sợ dạ, luôn. Dạ đúng rồi đó. Tại vì có mì thì nó cũng tiện Tám ha. Dạ, vừa tiết kiệm thời gian nữa, rồi mình cũng đỡ nhiều đúng khi rồi, đó, con thấy không? Đi chợ không biết mua gì ăn cái mình ăn mì nó tiện. Mình nấu nước cái mình chế vô cái mình ăn là nó ngon. Dạ. Nó tiện. Là cái chính sách mà tiết kiệm của Tám là từ đây mà ra đó hả? Hả? Chị là sao nè, thì mì nè. Trời ơi, không có gì hết trơn. Tại tôi thấy là nói chung là mình á, trời ơi bây giờ á mình ăn mì không phải là để tiết kiệm tiền mà nhiều khi là để tiết kiệm thời gian nữa. Đúng rồi. Tại vì có những lúc mình quá lu bu đi. Đúng rồi. Tám là lu bu công chuyện quán xá khách cứ người ta vô mình nè. Nấu nước sau đồ chế cái mình ăn liền. Dạ đúng rồi, một công đôi chuyện á mà. Nghe hai người nói cũng đói bụng quá trời luôn à. Thôi Tám với cái tay lấy giùm con hai cái túi đồ hiệu cao cấp trong trọng giùm. Ủa, hai túi đồ này là của bà hả? Ủa chứ của ai? Không, tại vì tôi thấy ở ngoài xe bà đậu ở ngoài á, nguyên một cái cốp của bà để toàn là giỏ đồ hiệu rồi mà. Của tôi hết trọng á. Dạ. Ủa mà khoan. Gì? Ủa xe người ta đóng cốp mà sao tiền bà thấy vậy bà? Tại vì xe bà không có đóng cái cốp á, nên tôi mới nhìn thấy một đống đồ ở trong đó. Cái gì? Coi chừng mất đồ. Trời ơi sao con ẩu vậy? Đồ hiệu của con. Đi cho Tám đi. Đi. Khoan, chưa trả tiền thôi, để trả tiền sau nha. Đi đóng cốp lại, chạy lên.
Trời ơi, con nhỏ này thiệt tình. Thôi kệ nó đi, con biết là cái tính của nó hay tiêu xài vậy rồi, nhưng mà con nghĩ chắc cái đó là thói quen của nó. Rồi từ từ nó cũng sẽ nhận ra thôi. Rồi cái chuyện mà con nè, rồi Tám nè, mình cứ giống như là liệu cơm gắp mắm ha. Mình thấy sao chi tiêu hợp lý thì mình xài thôi. Ừ, Tám cũng thấy mình cứ chi tiêu hợp lý. Rồi nhiều khi mình để dành một cái gì đó để mình phòng thân những lúc mà cần thiết nhất. Dạ, con cũng thấy như vậy. Tám ơi Tám, đến nỗi mà quán xá cũng không đón tiếp mình nữa. Ủa ai vậy? Cô ơi cô. Dạ. Cô tới đây có chuyện gì không? Tám. Ủa Út điệu đây đó hả? Tám không nhận ra con hả Tám? Ủa sao con không điệu được tí nào vậy Út? Trời ơi, bây giờ còn gì nữa đâu mà điệu Tám. Ủa đồ hiểu con đâu, sao con không mặc vô? Trời ơi, đừng có nói nữa, con đau lòng. Rồi vậy hiểu đâu không đôn lên cho nó cao một tí, cho nó đỏng đảnh tí xíu, sao con mang dép sẹp lép vậy? Thôi bà, đừng có nhắc nữa, đừng có nhắc đến hai chữ hàng hiệu với con nữa. Sao không nhắc mà con bị gì mà sau này con... Gỗ lên Tám ơi. Sao vậy con? Trời ơi. Ơn là phước cho con ly trà đá, con khát quá, vì con nhịn đói nhìn khát mấy bữa nay luôn rồi đó. Cái gì vậy con bị sao vậy? Con xài hàng hiệu đi, xe hơi con đâu? Trời ơi, đừng có nhắc nữa mà con khóc thiệt bây giờ thôi. Thôi bình tĩnh. À, trà đá phải không? Giờ trời muốn trà đá phải không? Rồi. Rồi chờ Tám. Cái con này nay nó bị gì tự nhiên nó tới. Có bà gì Tám thương mình mà mỗi lần qua không cái là ba đụng vô nỗi đau chết luôn vậy. Nè con uống đi, uống đỡ đi. Uống đỡ đi. Dạ này uống thiệt chứ không có đỡ luôn. Rồi đó. Thiệt cũng được, uống đi. Uống xong đi rồi thả xuống, bình tĩnh kể cho Tám. Trời ha. Mọi thường con đâu có thích uống trà đá đâu, nay con ly ba ly nữa đi Tám. Có chuyện gì vậy? Con khát quá thì con nhịn đói. Mọi thường tới đây Tám đưa trà đá mày chê dữ lắm mà sao giờ không còn một giọt luôn. Lúc đó khát bây giờ bết quá Tám ơi. Mà lý do gì con bết dữ vậy, sao mình nhanh quá vậy, làm Tám không có trở tay kịp vậy? Chuyện gì? Ôi chứ Xuyên nó không nói Tám nghe hả? Nó có nói gì đâu, con Xuyên có bao giờ đi nhiều chuyện đâu mà nói. Trời ơi, công ty con á cắt giảm nhân sự. Rồi con bị nghỉ việc mà không lương gần 3-4 tháng nay rồi. Trời ơi con... Mà Tám biết cái mức xài của con rồi đó. Con đăng ký mấy cái gói mà tập gym nè, rồi spa nè, rồi massage nè, tụi con đăng ký hết trơn luôn. Tới tháng là đưa tiền. Rồi hả đi mua sắm, rồi shopping gì tùm lum tùm la hết. Tám nói bao nhiêu lần rồi hả? Giờ con biết lỗi rồi, biết vậy bữa trước con nghe lời Tám con tiết kiệm nhân xuyên. Chán quá Tám ơi, bây giờ con Tám ơi. Tám ơi, bây giờ có chỗ nào trốn không? Tám ơi, Tám không thấy uống điệu đâu không Tám ơi. Trời ơi, con không biết sao nữa. Con đi qua bên chỗ nhà trọ kiếm nó hả? Mà không ai thấy nó đâu hết trơn á. Rồi con gọi điện thoại cho nó mà điện thoại của nó ò ý e luôn. Rồi không biết nó đâu hết trơn. Con đi kiếm vòng vòng luôn, không ai thấy nó. Lành quá à. Dạ. Sao Tám? Hả? Ai đây? Gái lứa đi không có nhìn ngó. Cháu Tám ở dưới quê lên hả? Sao kỳ vậy? Cưng ơi, nực lắm cưng. Đang trưa nắng nóng làm gì cưng? Út điệu đó. Út điệu? Đâu có xe nó hôm trước đâu. Có thấy xe nó đâu. Nó tội nghiệp nó. Trời đất ơi. Nó quan tàn rồi. Cái gì dữ dội vậy? Con muốn trốn rồi mà Tám còn nói con chứ. Thôi đi bà ơi, bà trốn cái gì nực quá à. Trốn thì đi đâu? Ngồi một đống đây mà kêu trốn làm sao mà trốn được. Tám cũng đâu có nói dối được đâu. Con chạy kịp, con cũng chạy, con trốn bà rồi. Tự nhiên bà trốn tôi mà bắt cười quá, tôi làm gì đâu bà trốn. Nên giờ nó vậy đó con. Giờ con có cách nào giúp nó chứ? Tôi nói này bà đừng nghĩ ngợi gì hết nghe. Tôi mới rút tiền gấp quá, cái tôi chưa có kịp bỏ vô trong cái bao thư á. Thôi bà cầm đại giùm tôi nghe, nó nghe nè. Cái này là coi như là tôi hỗ trợ bà san sẻ lúc khó khăn, rồi khi nào bà có bà trả lại tôi. Hả? Cầm đi, để còn trả tiền nhà trọ nữa, rồi còn ăn uống chi tiêu nữa bà. Nhưng mà nhớ tiết kiệm nghe. Trời ơi Xuyên. Trời ơi. Vụ gì vậy? Mình bình tĩnh con, không sao, nó xúc động. Thôi thôi con lên. Sao tự nhiên cái khóc giống. Thì nó xúc động á. Tám tới tuổi này Tám hiểu cái tâm lý này mà. Trời ơi. Thôi con đừng buồn. Thôi giờ lúc khó khăn cũng may có những người bạn tốt giúp đỡ con. Lúc có tiền không có nghĩ đến ai hết trơn á. Không có nghe lời Tám gửi cho cha cho mẹ. Lo cho bản thân mình không à, không nghĩ tới bạn bè gì hết. Nhưng mà không ngờ tới cảnh này. Bạn bè giúp. Trời ơi.
Có gì đâu con, thì bây giờ bạn bè giúp con, mai mốt bạn bè khó khăn hay là tám khó khăn con giúp lại tám. Nói nghe nè nha, cái này tôi không có cho mượn không, tôi lấy lời đó. Một tháng là 40 trăm dắt của tám, chịu không? Chịu luôn. Nhưng mà hai người mà dạy cho con cái bài học lớn nhất á, một là cái công ty của con đuổi con, còn hai là tám với lại bà đó. Cảm ơn. Người ta chứ bộ luống rau luống cải hay sao mà muốn là sới là sao? Ủa chứ bây giờ thiếu tiền không trả thì ông muốn là sao? Ai thiếu?